the vibe that you're distant. There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading on. We've been here before. Tell me again, just tell me again. And I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again, just tell me again. And I'll make it right. It is a lie when you tell me that nothing is wrong, just leave it be. But I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. Đi vô đây ngồi, vô ngồi, vô ngồi lại. Ngoan. Thank you.
Working, you know what I did with it. Take it to the field, treat it like a coin toss. Girl, I got it covered, I'm a Louis loincloth. But he ain't really with the gang, that's a fact. Had baby doing something strange for the snap. Ride around the county with her face in my lap. Keep it 101, this ain't the place for the cap. I ain't got the minutes for the who said what. Piling up the digits on a goose egg hunt. About to take a quarter to the ball cap later. Texting Goofy double, I need all that paper. I been making plays, call me head coach Xavy. Eggplant emoji to me, bread loaf baby. Trade a couple dollars for some yen in a flight. iPhones off, ho, I'm in for the night. 40 on me, riding on me waistline. Talking about some money on me FaceTime. Stack it up and scale it up and flip it all. High stepping, baby, I don't trip at all. Hundreds on me, lighting up me workload. Still been getting to it when the work slow. Count it out and seal it up and ship it off. High stepping, baby, I don't trip at all. I been living high, let me bask in this shit. Shorty on a juice cleanse, ass getting thick. Tally up the tokens, let me ball for the winner. Squad with me, I'ma fit them all in a sprinter. Up late, looking for the scalp trade setup. Only two types, either fed or you fed up. Lemon lime kush front of coast with a potion. Calculate the risk, I don't move with emotion. Fuck how you felt, bet it is what it is. Insurance plan, leave a meal for the kids. Truth in the blood, got G's in the family. First seen a honey by the peas in the pantry. Pounding on the pudding and I'm hopping in a ship. They know that I can't get it popping off the rip. Business over brunch and it came with mimosas. All about the bread, so I came with a toaster. 40 on me, riding up me waistline. Talking about some money on me FaceTime. Stack it up and scale it up and flip it all. High stepping, baby, I don't trip at all. Hundreds on me, lighting up me workload. Still been getting to it when the work slow. Count it out and seal it up and ship it all. High stepping, baby, I don't trip at all. What it feel like? What it look like? Hổn lắm, nó không nghe là cho vô rừng. Không, không có mở ra. Nằm xuống. Tiêu mà nói không nghe mà quậy là tiêu sẽ xử như vậy đó. Nằm tức khóc tức ổi gì ra ngoài quậy quá. Không quậy nữa hả? Chắc không quậy nữa không? Chú lúc nó ăn. Xé ra lúc nó ăn. Xé ra lúc nó ăn đi đâu rồi. Để tập cho quen mà. À gọi cho tôi đến. Xé ra. Tôi mềm nữa. Để tôi ôn nè. Tôi cầm đấy. Chê rồi, đói bụng mà chê rồi. Nay đi ra nhà ăn rồi. Ngoại cầm đi, ngoại cầm đi. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Để ăn, đừng có dành của em. Không mà. Ăn gì vậy? Bánh mì á. Bánh mì đen á. Ngon không hả? Ăn. Cái gì cũng ăn đó. Không biết ngày hôm qua ăn gì không? Thử cái bàn tay đó anh biết chân không tiên.
không thích rồi My ơi. Đói bụng quá, đói bụng rung tay luôn. Lúc nó cầm lúc nó miếng thôi. Ăn vậy với ngoài không? Đúng rồi, ăn vậy đó coi. Vô 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 dữ thật ngon rồi. Khoái rồi. Cho nguyên miếng rồi. Bỏ cái kia rồi. Đầu ngốn nè. Lụm lên, lụm lên. Ngay chưa, chưa no đúng không? Chưa no, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Rớt nè, lụm lên. Bà ngoại ăn cái vỏ, con ăn cái ruột ha. Đúng rồi. Cái gì bà ngoại ra rớt rồi lụm hết. Ngon quá ta ơi. Nó độn ra một họng cho một họng. Trinh biết không, nó độn cho đủ số xong rồi anh lát nữa. Nó không ăn nữa, bắt đầu nó ngồi á, đẩy vô, nhai từ từ. Thương lắm. Bà ngoại ăn rồi nó ăn à. Nó ở suốt nhà với nhà mẹ vậy đó. Giờ Covid có nó cũng đỡ. Covid trời ở nhà có nó. Không có việc cực hết đó, chơi không à. Mày, mày, mẹ bỏ vô viên cục với mẹ, mẹ ngốn nó cũng mất trước luôn mày. Rồi xuống tắm đi. Lấy bàn chải đánh răng kìa. Ngược rồi, ngược rồi. Ngược rồi. Ừ. Đánh răng kiểu này chắc hư răng quá. Này đi vô, ngồi đó tắm cho xong. Đánh cho hàm răng nó trắng đi. Đừng biến thú hoang dã làm thú cưng. Nuôi một con khỉ như nuôi một em bé. Bởi vì nó bị mất cha mẹ rồi sẽ không có ai mà dạy kỹ năng cho nó sống ngoài thiên nhiên được. Nên bây giờ nó sống với người thì phải dạy cho nó tập quán của con người. Đi vô đứng trong nước. Nó hiểu ngôn ngữ của người. Nó sẽ không hiểu ngôn ngữ của loài vật nữa. Đồng loại nó nữa thì nó sẽ bị đánh chết, cắn chết. Thế nên nuôi một con vật rất phải có trách nhiệm với nó. Hy vọng là đừng ai bắt khỉ bán làm thú cưng nữa. Đừng làm hại loài vật anh em của con người nữa. Đi vô ngồi trong nước. Ngồi xuống. Nhanh lên, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Đây. Đánh cho. Nghe này nè, đánh cho. Cái bàn chải này cuồn quá vậy.
Bàn chải này đâu phải của con, cái miệng con chút xíu mà sao con lấy bàn chải bự vậy? Bàn chải con đâu? No biting. Cái nách lông không vậy? Muốn về rừng không con? Về rừng chắc bị mấy con khỉ trong rừng quýnh chết, giết luôn á. Ma mẹ đâu dạ cho nuôi, chẳng lẽ tôi vô rừng leo lên cây ngồi làm khỉ chung với con á. Nhiều người thấy nuôi khỉ thấy thích, nuôi xong thời gian thấy sợ quá, chán quá rồi không biết cách chăm sóc, không có hiểu ngôn ngữ của nó rồi lây bệnh cho nó đủ thứ hết. Từ từ rồi ra, đứng xuống nước, đứng xuống đi, chải lông cho nó xong, ốm nhách ốm nhơ mà. Ở đây không được leo cây nhiều nên người nó ốm gì đâu. Nè, tôi có tiền mua nguyên khu rừng rồi, tôi thả con vô đó, con trở về với tự nhiên trong môi trường của tôi luôn ha.